Hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Bình thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, gần với ngã tư Chiêu Liêu, gần với con đường Lê Hồng Phong, gần với ngã ba Cây Điệp. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý vị có diện tích cực rộng, diện tích là chiều ngang 7m, chiều sâu là 21,5m, tổng diện tích là 150m², thổ cư 100%. Căn nhà này được chủ nhà đúc một trệt một lầu, có hoàn công đầy đủ hết, nhà xây rất là chắc chắn. Nhà này có hướng Tây, ghé Tây Bắc một xíu. Nhà được chủ nhà thiết kế theo dạng bán biệt thự. Nhà rất là đẹp nhé. Ngang 7, sâu gần 22m. Đây căn nhà quý vị đang xem cực đẹp này. Đây là không gian phòng bếp của căn nhà mình. Căn nhà mình di chuyển ra tới ngã tư Chiêu Liêu chỉ hết khoảng 5 phút thôi. Tới ngã ba Cây Điệp hết khoảng 7-8 phút nhé. Quý vị di chuyển đi Thủ Đức thì hết khoảng 7-8 km. Không gian phòng khách nhà mình này, phòng khách rất là rộng nha. Nhà này có con đường nhựa phía trước rộng 7-8m, vị trí có thể kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty. Nhà có view sân vườn rất là rộng, nhà mình có thể để được khoảng 2 chiếc xe hơi thoải mái nhé. Đường phía trước này, phía trước là đường nhựa rộng nha. Bên đây chủ nhà để xe hơi, cổng được chủ nhà lập ngói thái, phía trên mình có mái che di động ở trên này. Căn nhà này chủ nhà bán tặng lại toàn bộ nội thất cho quý vị mình, tặng hết nội thất luôn nhé. Nhà rất là đẹp, hệ thống camera đầy đủ hết. Quý vị nhìn lại không gian phòng khách một lần nữa nhé. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở ngã ba Cây Điệp hoặc ngã tư Chiêu Liêu. Em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Bây giờ mình vào trong tham quan chi tiết căn nhà này. Ngang 7, sâu gần 22, thổ cư hết, nhà có hoàn công đầy đủ luôn. Không gian phòng khách nhà mình này, bên đây có thêm bộ bàn nữa nha. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn, phía bên phải nhà mình là khu bếp nấu ăn rộng rãi này, đây có sập ở đây nhá. Bên trái nhà mình có một phòng ngủ ở dưới, trên có thêm 3 phòng ngủ, một phòng karaoke. Phòng bếp này, đây có bộ bàn ăn rất là đẹp nha. Chủ nhà đóng bằng gỗ gõ đỏ, màn tròn rất là oách, tặng luôn cho quý vị mình. Phía đây là phòng ngủ dưới này, có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Ở đây có thêm tủ áo 4 cánh bằng gỗ đỏ luôn nhé. Phòng nào cũng có giường ngủ phun máy lạnh đầy đủ hết, tặng hết nội thất cho quý vị mình. Đây có phòng vệ sinh riêng trong phòng này. Ngang 7, sâu gần 22. Tổng diện tích là 150m, thổ cư 100%, nhà đúc một trệt một lầu, đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Đây có dàn tủ bếp rất là rộng nha. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở ngã tư Chiêu Liêu hoặc ngã ba Cây Điệp, em sẽ dẫn vào xem nhé.
Tầng trệt này có phòng vệ sinh thứ hai ở cuối căn nhà này, và ngoài đây có lối thoát hiểm rộng tầm khoảng 2 mét ở đây nhé. Nhà này có lối thoát hiểm rộng 2 mét. Ở dưới đây mình kê máy giặt phơi đồ dưới đây này. Lầu trên cũng có một chỗ kê máy giặt y chang như này nhé. Và có sân thượng ở trên, có phòng karaoke. Bây giờ mời quý vị mình lên trên tham quan không gian lầu trên nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Một căn nhà được thiết kế như dạng gần như biệt thự, rất là đẹp. Ngang 7, sâu gần 22. Cầu thang rất là rộng nhé. Hai nhẹ, người đi tránh nhau thoải mái luôn. Tay vịn bằng gỗ căm xe, kính cường lực, rất là chắc chắn nhé. Lên tới lầu trên rồi. Bên đây mình có hai phòng ngủ hai bên này, phía sau là phòng giặt thứ hai. Đây là phòng ngủ đầu tiên ở lầu trên. Đây là phòng ngủ thứ hai rồi nhé. Tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Cũng như tủ áo bốn cánh, giường, máy lạnh tặng lại toàn bộ cho quý vị mình nhé. Một căn nhà như là biệt thự luôn. Bên đây có phòng thứ ba. Phòng ngủ thứ ba nhé. Có giường ngủ, tủ áo như nhau hết. Phía bên đây có thêm phòng giặt phơi đồ ở phía sau căn nhà mình. Có thêm một phòng vệ sinh luôn. Vậy chi nhà này là 4 phòng vệ sinh. 4 phòng vệ sinh nhé. Ở dưới 2 phòng vệ sinh, ở trên thêm 2 phòng vệ sinh nữa là 4 phòng vệ sinh. Có sân thượng, có 2 phòng giặt luôn. Phía sau là lối thoát hiểm này. Lối thoát hiểm nhà mình nhé. Bây giờ mình sang phòng karaoke phía trước cũng như sân phơi phía trước. Bây giờ mình sang phòng karaoke nhé. Đây là phòng karaoke này. Phòng này rất rộng luôn. Có sân thượng phía trước này. Quá ok luôn. Bây giờ sang sân phơi nhé. Sân thượng này, đây có sân thượng trồng cây này. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 6 tỷ. Giá vẫn còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hãy alo cho em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở ngã tư Chiêu Lưu hoặc ngã ba Cây Điệp, em sẽ dẫn vào xem nhé. Một căn nhà ngang 7, sâu 22, diện tích rất là đẹp, nhà xây chắc chắn và kiên cố, giá chỉ có 6 tỷ thôi.